cốc gọi anh về. Cùng anh ơi thế nào, anh đã đi rồi, anh đã đi về với tổ tiên xưa ơi. Để ngày hôm nay cho con đi về đây. Ôi anh ơi, thật đi ta đi con cháu đổi trên đầu. Để hôm nay em nay về bên anh em có mấy đời, đoạn anh về theo tổ tiên đi xưa. Ơi anh ơi, từ nay mà trở đi ra vào với các em nữa anh ơi. Lời suối vàng nghe anh ơi, anh em ta che chở đồ chi cho cháu cùng con trên đời luôn mạnh khỏe ở đời, có cuộc sống sang giàu hạnh phúc bình an. Còn thấy phút Việt đi đi Việt này thấy là thứ gốc đời than, tiếng gốc đời than của con đi ai con đã uy con đã hoài. Thương cha con ngày ra đi mà chẳng có ngày về, cha đẻ thương đẻ như bao giờ. Con mới quên đi ơi cha ơi, ai vợ chồng con là uy là hoài. Con gọi cha mấy giờ trời đã tối rồi, cha ở đâu về nay để ăn cơm. Cha ơi cha đi đâu suốt tuần qua đến giờ, cha ơi đã qua mấy bữa cơm đi. Các con nghĩ các cháu ngồi xuống bấm cơm thì vắng cha chẳng còn. Cha ơi giờ này hồn cha phảng phất nơi đâu, có nghe thì tiếng đấy đời. Các con đi gọi cha về cha ăn cơm đi với các con các cháu bữa cơm tối cuối ngày. Ôi cha ơi, để từ mai trở đi còn đi đâu cha nữa trên đời này. Người cha kính yêu nay mà nghe cha đi mãi cha không về, cha đi mãi không về với các con cha ơi.
là con hòa con đi. Cầu cho cha an nghỉ nơi suối vàng, linh thiêng cha về chứng nghi giám cha đồ trì. Ai con đã huy hòa luôn luôn được bình yên. Cha ơi, hai con trai của cha đây trước linh sàng gối con quỳ con vái này. Cha ơi, hai con trai lúc này đây, con gọi hồn cha về ăn bữa cơm sang cuối cùng để ấm dạ nó nồng. Cha ơi, để cha về với các cụ tổ tiên. Cha ơi, ba hồn bảy vía, cha ơi, cha về cha ăn bữa sang cuối cùng để ấm dạ nó nồng. Cha ơi, cha về nơi chốn mộ phần này, cha chẳng phải nó chi. Ôi cha ơi, hai con đi trai của cha, con gọi cha về ăn sáng cha ơi. Bữa sáng đi biệt cuối cùng này, cha ơi cha về nay đâm cha hiến đi hướng để rồi cha cất đi bước lên đi đường cha về ấm. Cha ơi, nè anh con trai của cha lúc này đấy, con quỳ trước bàn thờ cung canh thì các con đã bưng lên rồi, con mời cha về ăn sáng như mọi khi. Ôi cha ơi, tuần hương thì con đã thắp lên nghĩa rồi, để bây giờ tuần rượu nay thì các con đi lúc này đã rót đi con đi mời cha về xôi cơm. Cha ơi, cha về cha ăn bữa sáng cuối cùng này đi cha ơi. Bữa sáng đi biệt đi, ai con đi chay gọi cha tỉnh dậy cha trở về. Cha ơi, cha uống đi rượu cha ăn đi cơm để rồi cha phải về theo tiết tổ nghi nơi chuỗi vàng nghi xa con cháu xa họ nghi nội ngoại anh em nghi đau xót lòng nào các con của cha. Ôi cha ơi, các con giờ đây xin đi chớp tay vãi nảy cha ngàn lần đi. Cha về nơi suối vàng chứng nghi giám cha ơi độ trì cho các con đi trên đời luôn được bình an đồng gia lễ tất gia đình vãi đi ạ. Vâng, anh em trong đoàn nhà cứu mời cơm ông về ăn bữa sáng đến đây đã xong.